Nhiều năm nay, huyện Trảng Bom đối mặt với tình trạng số lượng học sinh tăng cơ học cao. Trái lại, cơ sở vật chất và số lượng giáo viên vẫn chưa thể theo kịp. Nhiều trường phải dùng lớp dẫn đến tình trạng sĩ số học sinh mỗi lớp cao hơn nhiều so với quy định. Sĩ số học sinh càng đông, thầy cô càng áp lực, vất vả. Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Trảng Bom. Lớp học này có đến 55 em, vượt 20 em so với quy định. Và để có đủ chỗ ngồi thì nhà trường chẳng còn cách nào khác là phải kê thêm bàn. Bàn ghế san sát nhau, lấn cả lối đi và chỉ cách bục giảng hơn chục cm. Dù vậy thì thầy và trò vẫn phải tiếp tục dạy và học. Lớp đông, học lực từng em không đều, nên đây là áp lực lớn với thầy cô giáo trong việc truyền đạt kiến thức. Làm sao mà truyền tải hết kiến thức cho các em, nhưng mà bên cạnh đó thì gặp những khó khăn đối với học sinh mà học yếu ấy, thì giáo viên phải dành những cái thời gian ngoài giờ để mà phụ đạo cho các em, để cho các em nắm lại được cái kiến thức cũ để các em mới học theo kịp với các bạn được. Ngôi trường nhỏ này đang có đến 1.335 học sinh với 28 lớp học, từ khối lớp 1 đến lớp 5. Với số lượng học sinh như vậy, tính ra chưa đạt 2,4 m² trên một học sinh, trong khi quy định các trường học ở nông thôn phải là 10 m² trên học sinh. Hiện trạng 14 phòng học đều như vậy cả, tức là phòng nào cũng lấn hết lên cả lối đi như vậy đó. Bây giờ chỉ còn thiếu điều là chưa lên bục giảng thôi, thế còn lại là ngồi lấn hết tất cả các lối đi. Thế thành ra là giáo viên cũng gặp nhiều khó khăn khi tương tác hỗ trợ sinh khó khăn. Còn đây là tiết học ngữ văn của 57 em học sinh lớp 62 trường trung học cơ sở Minh Đức, huyện Trảng Bom. Hầu hết các em đều phải ngồi từ 4 đến 5 em mỗi bàn. Dù là giáo viên chủ nhiệm và dù muốn bao quát từng học sinh, nhưng cô Thu Trang cho rằng là rất khó vì lớp quá đông. Gọi các em trả lời trực tiếp hay chấm bài kiểm tra đều áp lực và mất nhiều thời gian. Hơn nữa, vừa đông học sinh lại thiếu giáo viên, nên hầu hết các thầy cô đều phải dạy thêm môn phụ hoặc kiêm nhiệm thêm các công tác khác. Trong khi đó, mỗi ngày trên lớp đều phải dạy 5 tiết học. Về nhà, thứ nhất là chuẩn bị bài để ngày mai tiếp tục giảng dạy, rồi kiêm nhiệm thêm nhiều công tác khác, ví dụ liên hệ với phụ huynh học sinh, rồi những em mà có tình trạng học như thế, thì mình phải kịp thời mình báo với phụ huynh, hay là thậm chí là những em trốn học, bỏ học thì mình vẫn phải kịp thời mình báo để mình tìm ra cái hướng giải quyết. Cho nên là một ngày làm việc phải nói là trừ những thời gian ăn cơm hoặc là thời gian ngủ 6 tiếng, 5 tiếng ra thì còn lại là dành cho công việc giảng dạy. Gần 30 năm qua, thầy và trò trường trung học cơ sở Minh Đức phải học dưới mái trường là khu nhà cấp 4 đã được xây dựng từ lâu, ngày càng xuống cấp. Trong khi đó, số học sinh năm sau tăng hơn năm trước, khoảng từ 150 đến 200 em mỗi năm. Năm học này, toàn trường có hơn 1,7 ngàn học sinh với 32 lớp học. Tính trung bình thì mỗi lớp có đến 54 em, riêng khối lớp 6 mỗi lớp lên đến 57 em. Để có chỗ cho học sinh học, ngay cả phòng hội đồng cũng được tận dụng thành phòng học. Nhất là giai đoạn này, trường đang được xây dựng thêm 20 phòng học ở khu đất kế bên, thì học sinh phải đi học nhờ tại giáo xứ Bù Chu với 4 phòng học cho 8 lớp. Phòng mượn chật hẹp nên các em phải ngồi ra tận ngoài cửa mới đủ chỗ. Đã vậy, hiện nhà trường còn thiếu đến 10 giáo viên theo định biên. Dù nhà trường thỉnh giảng giáo viên bên ngoài và thầy cô của trường phải tăng giờ, tăng tiết, nhưng vẫn khó khăn trong việc phân công, nhất là trong năm học này. Cả thầy và trò đang hy vọng cuối năm nay, những phòng học mới hoàn thiện sẽ giảm tải cho nhà trường. Có những thầy cô chẳng hạn như là bên môn ngữ văn ấy, thì dạy thêm cả giáo dục địa phương cũng như hoạt động trải nghiệm, đó là những cái môn mới. Mà cái này thì chưa được đào tạo, cho nên là các cô dạy cũng châu ban thì chắc chắn nó cũng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của các em học sinh. Cái thứ nhất là đề xuất với Ủy ban Nhân dân huyện để xin tăng thêm biên chế, và trước hết mắt là phải là đi thỉnh giảng giáo viên, thỉnh hợp đồng thỉnh giảng các giáo viên để đảm bảo cái chất lượng cho học sinh. Hầu hết các lớp học cả năm khối của trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đều đông, chỉ khác nhau là vượt chỉ tiêu nhiều hay ít. Khi con em học những lớp đông học sinh thì các bậc phụ huynh cũng sốt ruột. Với cái sĩ số học sinh nó đông như vậy thì thầy cô rất là vất vả trong cái việc quản lý giảng dạy. Thì em cũng mong muốn là trường mình đây được xây thêm, mở rộng thêm cho các cháu nó có cái môi trường học nó rộng rãi hơn.
để đảm bảo cho các thầy cô mình được giảng dạy nó chất lượng hơn. Bản thân tôi là phụ huynh của học sinh thì cũng rất là lo, bởi vì con em đến trường với cái mật độ nó dày như thế này thì rõ ràng là khả năng các em đang cái tuổi vận động thì các em rất là khó để có thể xoay sở trong một cái không gian chật hẹp của lớp học. Bài vở thì rất là nhiều và khi nó nhiều như vậy, sĩ số đông thì cô thầy cô rất là khó để quản lý hết các em được, khó để sâu sát hết. Dù vậy, các thầy cô vẫn đang phải vượt khó từ ngày này sang ngày khác vì lượng học sinh mỗi năm mỗi tăng, do đó công suất làm việc của giáo viên cũng tăng cao. Còn các hoạt động trong lớp hay ngoài giờ như chào cờ, múa hát ngoài sân trường gần như là không thể thực hiện. Nhiều phụ huynh phản ảnh tại sao con mình lại học ở những lớp đông như vậy. Chúng tôi cũng chỉ biết là động viên học sinh, động viên giáo viên cố gắng thực hiện tốt trong điều kiện tốt nhất có thể thôi. Đề xuất xây dựng trường là nhiệm vụ của nhà trường, nhưng mà xây hay không lại là các cấp ở trên, ngoài tầm tay của nhà trường. Nhiều năm nay, huyện Trảng Bom đối mặt với tình trạng số lượng học sinh tăng cơ học cao. Trái lại, cơ sở vật chất và số lượng giáo viên vẫn chưa thể theo kịp, dù được lãnh đạo huyện quan tâm. Hiện nay, toàn huyện còn thiếu đến 382 giáo viên. Dù thiếu nhưng nhiều trường lại không tuyển được người. Do đó, nhiều trường phải dồn lớp, dẫn đến tình trạng sĩ số học sinh trên lớp cao hơn nhiều so với quy định. Bình quân học sinh trên lớp, đối với bậc học chúng tôi là 41 em trên một lớp, so với quy định là chỉ có 35 em thôi. Và trong đó có lớp vượt lên tới là 55 em. Còn trung học cơ sở thì có lớp thì vượt lên tới 59 em. Đây là học sinh trên lớp nó cao quá, rồi cũng có ảnh hưởng đến vấn đề là chỗ ngồi, rồi vấn đề chất lượng nói chung. Trước tình cảnh này, Ủy ban Nhân dân huyện và Phòng Giáo dục huyện Trảng Bom đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục, như chỉ đạo các trường liên tục đăng tuyển giáo viên đến khi nào có thì thôi, hay liên hệ với các trường đại học để tìm kiếm nguồn lực. Tuy nhiên, trong tình cảnh thiếu giáo viên trầm trọng hiện nay, thì các thầy cô ở những lớp quá đông học sinh như cô Trang, thầy Du vẫn còn rất vất vả và áp lực.